cầu về chỗ xem việc tính em. Ừ. Chuẩn bị máy rồi phải không? Dạ. Chuẩn bị máy rồi, giờ chuẩn bị quay Xin đâu quay. chào cô chú anh chị và các bạn. Nhà mình á thì sát bên nhà có hai cây dừa này, với cây dừa làm sao? Cây dừa này trái sai quá chừng mà nó sát bên hông nhà luôn, còn cây kế bên thì nó không có sai, còn cây sau nó cũng sai nữa. Mà bây giờ mẹ tính có cái nhà này cho nên là mẹ kêu chú Tám Lào á, đốn đốn hai dừa này với cây dừa sao, tại vì nó sát nhà quá, dừa sát nhà nguy hiểm. Mỗi lần cây như cây dừa này là mỗi lần mẹ mình đốn mẹ giật dừa chứ là nó văng vô nóc nhà luôn á, nó văng vô nóc nhà muốn muốn lủng lá luôn á, cho nên là thôi bây giờ đốn luôn, đốn để cất lại cái nhà này. Cái nhà này nó nhỏ quá, để xe không đủ, cất ra tới gốc dừa vậy nè. Nè, cất ra tới gốc dừa vậy nè các bạn, từ trong đây cất ra tới đây vậy nè. Xin mời các bạn cùng gia đình mình xem đốn dừa nha. Giờ tôi chú Tám cắt xong chú Tám đem đi xả luôn. Đi xả gần không chú Tám? À dạ. Dạ bữa có xuống. Chú có cái máy kéo nè. Giao cái gì là tôi lấy gì thôi, nó không rồi ở đã quay rồi coi lấy cái rồi rồi dưới đây đã tiền rồi chưa nước ạ, nó đi nhãn thuốc rồi đã chai rồi đã chai mọi người chưa trả mà đã tiền vậy. Ừ sao đâu tôi trả không trả đâu trả má ở đâu, má ở mẹ tao không nhà với ông đời ấy không có gặp má không gặp đâu gặp bà với gái ông nhà mà không hôm qua về chán lắm còn ba lớn người gầy á. Ừ. Cây dừa lấy được khúc không mẹ? Rồi, lại đẩy nó bỏ nó đi ngồi rồi mình ra lớp nữa luôn hồi
ngoài sát mấy dụng được không? Chuyện có dời máy được, có dời máy rồi gạch ngang qua bên kia. Đó vậy. Cái bỏ mà đó không? Cái bỏ sát mấy dụng thì tôi đi. Hãy lên cái xe mà lên xe đẩy mẹ luôn. Cắt ra lên cái đẩy vậy. Giờ máy kéo lên cái kéo mở hết rồi mà. Thầy đang làm 2 á. Đi khắp tóc. Đi. Đang làm 2 á, đi Nguyên. Dài. Cái ngoài dài với lớn xe thấy là quả luôn. Ở vậy giờ móc đi. Cái dài á, đi. Đang ở đâu còn mệt. Cái gì quay qua đó. Hên nhét chút đạp vô tấm thân là chưa đạp cây này, cây dừa này già quá chừng luôn nè. Cây dừa này làm đũa được luôn á, già nè. Oh,
này tao hổ ăn mới ngọt à. Hơi khó tại vì nó ngay nhà cho nên là chú Tám phải trèo lên. Chú Tám là trèo vừa hay lắm, vừa khó cỡ nào cũng cưa được á, cây khó cỡ nào cũng cưa được, trèo hết trơn, mái có mái nữa. chú trèo bằng cái cọng dây, chú có cái đòn trèo bằng cái chân mà phải không chú? Nè, không phải cái gì mà bằng sắt á, mà nay không thấy nè, nay thấy làm bằng chân, trèo bằng cọng dây không à. Rồi rồi, dạ. Trời. Ghê quá.
cái chậu kiển gì vậy bà? Không, bây giờ mà dời cái nhà ra tới đây nè. Nhà hả? Ừ, nhà giờ bỏ ở đây nè. Chặt cầu dừa. Dừa thì ngon mà. Ôi. Ôi, chạy ra. Ô. Hay vậy? Bắt được rồi. Hay vậy? Đâu đâu? Anh giơ lên cho em coi đi. Yeah. Hay gì chứ? Ơi, chú Tám bắt được con nữa. Hay thiệt. Hay thiệt. Giờ ra chú Năm cắt thêm một cây nữa các bạn. Không có xả. Không có xả mà để ngoài luôn. Cái này đâu trái tập
Ai gì hư lá ra thương không ta? Không, không lá thua một cái một tao thôi. Hả? Vậy á, giờ quốc này cái quốc làm hai cái nước chảy bè đi vậy. Chú cắt làm hai á. Ờ ừ. Ngã chéo rồi đè rớt hai bè luôn rồi. Cây này ăn tàu hủ nó ngon rồi bạn. Cây này ăn tàu hủ nó ngọt xíu à. Dừa này á, chú Năm cho mẹ của mình kêu chú Tám vào cưa để đem về bắt cầu. Cái dừa này nó hết trái sang gì rồi, nó chạy không rồi, nó hết trái rồi. Dạ vậy con cảm ơn. Nè, cây này về tàu hủ nè mới ngọt nè. Cây dừa này cũng hết xíu quách luôn rồi các bạn ơi, còn có cái đọt không à. Dừa này thì ngay đầu mộ, bây giờ là chú Tám vào đốn luôn. Oh,
đây nè. Nè, cây dừa này nè. Ôi. Ăn được ngay đây luôn, ăn được luôn nè. Các bạn thấy không? Tới tim rồi. Cây dừa này nó không còn trái nào hết trơn á, nó còn có cái đọt không mà. Trái cái đâu vậy còn còn. Cái dừa này ăn mới đã nè các bạn, tại vì biết sao không? Nó bị teo á, cây dừa lão mà bị teo đọt á. Cái tàu hũ dừa ăn nó ngọt lắm. Chỉ có nói chung là mình ăn bình thường mình ăn á thì mình không biết, miễn sao tàu hũ dừa có tàu hũ dừa là ăn ngon. Nếu mà người mà ăn nhiều tàu hũ dừa á là mình sẽ cảm thấy là cái tàu hũ dừa mà cây dừa lão mà teo đọt, cái tàu hũ ăn mới ngọt. Còn dừa tơ ăn không ngọt. Cái tàu hũ ăn không ngọt bằng, nó nói chung là không ngọt bằng chứ không phải là nó không ngon. Vậy là xong hết rồi các bạn. Bữa nay mẹ mình cưa 5 cây, 3 cây ngay nhà, với 1 cây ngoài chú Năm, với 1 cây ngoài mộ. Toàn cây dừa lão mà hết trái rồi. Có con cây ngay nhà là nhiều trái thôi. Mình xin cái đến cái mà cái thì nhỏ quá, vô làm thêm 2 cái nữa. Thì đủ làm. Làm gì anh hai? Gói làm cái tiệc cho anh Phan nè. Chừng nào anh hai? Nay là nay mùng 9 rồi. Mùng 9 này vậy là giờ đem về để tủ lạnh. Ngày có dặn là ổng xin bà Tư nè để làm gỏi nè. Nó nhỏ quá anh xin thêm. Ủa vậy cái tàu hũ bên đây bự bự nè, nãy nay có lấy không? Không phải bên đây nè, cây này nè. Cây này. Cây này hả? Cây ngoài này lột cũng nhỏ hơn cái này. Ủa sao nhỏ chứ? Mấy cái giờ nãy lão tốt đọt cái tàu hũ bằng bùm bùm tay à. Có cây này nè là nhiều, còn nhiều trái tàu hũ nó còn bự thôi. Sao ủa vậy đưa anh hai cái tàu hũ bự á. Ừ. Ba cái bốn dĩa được. Vậy được rồi, trời đất, đâu phải ăn bổ không đâu. Không phải có thịt gà đâu chứ. Ê, phải có lưỡi tây heo, thịt gà đâu có lớn. Ủa sao nhanh dữ rồi, mới cưa hồi 7 giờ, giờ mới 10 giờ có dáng rồi. Bỏ máy đi để đằng đó nè. Chú kế vô đây giùm tôi. Nhanh dữ rồi. 12 giờ mới cưa hồi 7 giờ sáng. Rồi mấy chú đem về xả xong giờ 12 giờ có dáng đem lại vậy, nhanh thiệt. Không bị mòi giá.
Rồi giờ cưa hai cây dừa, giờ nắng rồi trống lỏng luôn, không có chỗ phơi đồ nữa, tại thường là mẹ mình căng cọng dây vô gốc dừa phơi đồ, nay không có chỗ để căng cọng dây đi chỗ khác. Ừ, sao nữa? Này là dạ, cái gì? Nem Lai Dung. Ừ. Nem chua. Nem chua của Lai Dung. Vùng mới đúng nha, tại mình đọc theo kiểu miền Tây á, mình đọc theo kiểu miền Tây mình đọc Lai Dung ấy, chứ thật ra là Lai Vung. Đây là mình được cho. Cái này hồi hôm qua đem về á, hôm qua hôm kia đem về á, là người ta nói là phải để một ngày hai ngày nữa nó chua lên. Bữa nay ăn ngon. Rồi là bữa nay mới ăn ngon nè. Nhưng mà cái này quá. Cái này không có, bình thường là của người ta là có để một lát tỏi với lại một trái ớt đúng không? Ừ. Hoặc là một cái lá hai lá. Còn này là tiêu, ta bỏ tiêu. Chỉ có tiêu thôi, còn tỏi là người ta xay nhuyễn rồi. Lai Dung Đồng Tháp. Lai Dung mẹ. Tỏi người ta xay nhuyễn luôn. Ngon lắm, thơm phức luôn, thơm bằng tỏi. Mà cái loại này nó làm xốp xốp ha, cái thịt ở trong nó xốp xốp chứ nó không phải giống như trong mỏ cài. Trong mỏ cài cái nem nó khác, ăn ăn nó không giống này. Cái này làm như thịt với da người ta sẽ chung phải không? Ừ. Cái này đó, con thấy nha, cái cục nem của chỗ này bán, người ta gói là cục nem tròn. Nó tròn nó mập, nó đầy rồi, mấy chỗ khác rồi nó gói được lấy rồi. Ừ. Chua chua thơm rồi tỏi. Này hiếu ớt, hiếu cay phải có để trái ớt rồi mới ngon. Mấy chỗ khác còn nhớ ăn để trái ớt xinh xanh á. Mấy chỗ khác á là người ta có để một trái ớt, ví dụ như mà ai không ăn ớt được thì lấy trái ớt ra bỏ, còn nếu mà ai ăn được thì cắn chung ngon lắm. Có tiêu mà. Mình gom dừa lại một dừa uống nước á, dừa cứng cại với dừa uống nước thì gom qua đây, còn dừa khô thì gom qua bển. Ở nhà mình còn câu câu không thôi, không thôi lấy nước dừa này ra gói nấu cho con dừa ăn nữa rồi. Hồi nãy mẹ kho thịt gà, mẹ lấy mấy dừa này nè mẹ kho nè. Còn ba cái đọt dừa này nè, chút chiều cơm này nó vừa nạo luôn á, chiều gom đi dục tại kiến á, cái có trứng kiến cái mấy con gà nó bu nó ăn. Cũng được, đổ cay. Đổ cay cũng được, không phải chua, nó không có, nó hết cái vị chua rồi. Nó không có chua à, cho ba cái màu dừa hả, còn non á. Cái màu dừa là coi như là cái gáo dừa. Cái gáo dừa già, ừ cái gáo dừa. Cái gáo dừa nè. Mà cái này nó còn non. Cái gáo dừa này là nó ở trên cái vỏ, cái trái, cái gáo dừa mà nó nằm ở trên đó các bạn. Ăn ngon. Ăn cái này á ngon. Ăn cái giòn thịt thịt cũng giống như ăn tổ dừa á. Mà nó có gì chát chát. Chắc nhẹ thôi nhưng mà nó ngọt nha. Ngọt. Ngọt mà có gì chắc chắc. Hồi nhỏ mình hay ăn nè các bạn. Vì nó hay cãi mà vừa ăn. Tính cái gì của cái vừa cũng ăn được. Chỉ có ghế vừa mình không ăn được. Ghế vừa có công dụng luôn. Làm gì? Ghế cây vừa với ghế cây cao. Người ta ngâm rượu hay là người ta nấu người ta sắc ra uống mà không có trị gì nha, nhưng mà ta có bài thuốc đó mà nó khúc à. Cái gáo dừa á hồi còn non thì mình ăn được, mà nó già thì mình chậm được,
Mà tính ra gì cũng xài được của dừa. Ừ, điểm rồi nữa. Tính ra cái mấy cái dáng dừa này người ta xả lẹ ha. Xả lẹ thiệt luôn. Hồi nãy con thì sao chạy ngoài đường là thấy đậu nang chú Bé Năm rồi. Mà con nói không, chắc không phải của mình đâu, của mình gì hồi nãy mới thấy nãy chở đi mà giờ chở vô lẹ dữ vậy. Chút lấy ra. Hai cái rồi hả? Hai cái, tại năm cái cho anh hai bé ba cái, mình nhà mình còn hai cái. Cho anh hai bé tại vì nay ngày mùng 9 mà ngày 10 ngày nay mùng 9 mà ngày 16 là ngoài anh hai bé có đám cưới. Anh hai bé xin hồi sáng là xin một cái, xong rồi xin một cái, cái thấy một cái nhỏ quá, tại mấy cái dừa này mấy cái dừa lão á các bạn, cái đọt nó đọt nó tốt hết trơn rồi. Nó vô xin thêm hai cái nữa để về làm đám cưới. Nhà mình còn hai cái. Là anh hai bé ba cái, nhà mình hai cái á. Tại nhà mình đúng đúng 5 cây lận. Ê ê bước rồi đó, nó dụng dao đi. Đó, ngay cái đậu hũ dừa luôn kìa. Ê kiến đâu? Như hồi xưa các bạn, là như mình mà muốn xả dáng là mình phải cả tuần lễ mình mướn người ta bè từ nhà mình bè xuống Dũng rồi ấy bằng cái thùng phi, bốn thùng phi, thùng nấu gỗ bự á. Mình bè từ nhà mình ra gặp ra cái rạch, rạch nhỏ ra rạch lớn rồi ra xong cái sáu, xong cái sáu rồi ra dàm nước trong. Đi cả nửa ngày xa lắm, đi xa lắm, bè bè dưới sông á xa lắm, người nội bận đi bận về, về tới nhà chắc khoảng tuần lễ mới có dáng á. Còn bữa nay á là anh tắm chú tắm lào với mấy anh mấy chú kia làm, là tại vì nhân công đông rồi có máy kéo này này kia nữa, là coi như là từ hồi sáng 7 giờ mấy vô cưa, vừa cưa vừa kéo rồi đem về rồi bây giờ là 12 đúng 12 giờ trưa luôn là đem dán lại luôn á, nhanh thiệt luôn. Nói chung là chú Tám là ở xóm dưới, nhà mình là ở xóm trên, chứ cùng ấp nhưng mà nó cũng khác xóm á. Ê cái này lấy ra cầm, cầm bông cắn được không? Rửa mèo rồi. Làm lưỡi gì ba? Lưỡi này thì bự quá. Ừ, ngon. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.